Chương 74, kẻ khoác áo choàng. Này hỡi người phủ áo choàng lên mình thiên sứ Mohammed. Người hãy đứng dậy và đi cảnh báo dân chúng về sự trừng phạt của Allah. Người hãy tôn vinh thượng đế của người. Người hãy làm sạch y phục của người. Người hãy tránh xa việc thờ phượng các bục tượng. Ngươi đừng mong thượng đế của ngươi dành cho sự ưu ái, bởi việc ngươi làm nhiều việc tốt. Ngươi hãy kiên nhẫn, chịu đựng vì thượng đế của ngươi. Và khi còi được thổi trong lần thứ hai, ngày đó sẽ là một ngày khó khăn. Đối với những kẻ vô đức tin chắc chắn không dễ dàng. Ngươi hãy để mặc ta xử trí kẻ mà ta đã tạo ra trần trụi và một mình trong bụng mẹ của y. Và ta đã ban phát cho y nguồn tài sản dồi dào. Và những đứa con trai luôn hiện diện bên cạnh. Và ta trải mọi thứ suôn sẻ cho y trong cuộc sống. Rồi y còn tham muốn ta ban thêm nhiều hơn nữa. Không. Y quả thật là kẻ chống đối các lời mặc khải của ta. Ta sẽ làm cho y khốn đốn và gian khổ tột cùng. Y quả thật đã suy tính và mưu đồ. Nhưng dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng bị nguyền rủa và bị trừng phạt. Rồi cho dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng bị nguyền rủa và bị trừng phạt. Rồi y xem xét lại một lần nữa. Rồi y nhíu mày, cau có. Sau đó, y quay lưng và ngạo mạn. Y nói, đây chỉ là trò ma thuật có nguồn gốc từ xưa. Quran này không phải là lời của Thượng Đế mà chỉ là lời của một người phàm tục. Ta sẽ nướng y trong Saka, một trong những tầng cấp của hỏa ngục. Ngươi có biết Saka là gì không? Nó không chừa cũng không bỏ sót bất cứ kẻ tội lỗi nào. Nó đốt cháy và làm tróc hết các lớp da. Cai quản nó có 19 thiên thần. Ta đã không tạo những vị canh giữ hỏa ngục ngoại trừ các thiên thần. Và ta đưa ra con số của họ như một sự thử thách cho những kẻ vô đức tin và để thuyết phục những ai đã được ban cấp kinh sách, đồng thời để tăng thêm đức tin cho những người tin tưởng, và để cho những người được ban cho kinh sách và những người có đức tin không còn hoài nghi, và để cho những kẻ mang trong lòng chứng bệnh và những kẻ vô đức tin nói, Allah muốn ngụ ý điều gì qua hình ảnh thí dụ này. Như thế đó, Allah muốn làm lạc hướng kẻ nào là tùy ý Ngài và muốn hướng dẫn người nào cũng tùy ý Ngài. Và không một ai biết rõ binh lính của Thượng Đế của ngươi ngoại trừ Ngài. Và hỏa ngục là một sự nhắc nhở dành cho nhân loại. Không, thề bởi mặt trăng. Thề bởi ban đêm khi nó ra đi. Thề bởi bình minh khi nó sáng tỏ. Hỏa ngục quả thật là một đại họa. Một sự cảnh báo cho loài người. Cho bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trước bằng đức tin và các việc làm thiện tốt, hoặc muốn ở lại phía sau bằng sự vô đức tin và tội lỗi. Mọi linh hồn đều phải trả giá cho những việc làm xấu của mình. Ngoại trừ những người của bên phải, những người có đức tin. Họ sẽ ở trong các ngôi vườn thiên đàng, họ sẽ hỏi nhau về những kẻ tội lỗi. Điều gì đã đưa các người vào Saka? Những kẻ tội lỗi sẽ nói, chúng tôi đã không dâng lễ nguyện Sala. Chúng tôi đã không nuôi ăn người nghèo. Chúng tôi đã thường tham gia vào những cuộc trò chuyện vô ích với những kẻ nói chuyện phù phiếm, viển vông. Và chúng tôi đã phủ nhận ngày phán xét cuối cùng. Cho tới khi điều kiên định cái chết đến với chúng tôi. Vì vậy, sẽ không một sự can thiệp nào của những người can thiệp có thể giúp ích được chúng. Sao chúng quay lưng lại với lời nhắc nhở Quran có vấn đề gì với chúng?
Chúng quay lưng bỏ chạy tránh xa Cơ-an, giống như những con ngựa vằn hoảng sợ. Tháo chạy trước con sư tử. Đúng hơn, mỗi tên trong bọn chúng mong muốn rằng mình sẽ được trao cho những tờ kinh được trải ra. Không, đúng hơn, chúng không sợ ngày sau. Không, Cơ-an quả thật là một sự nhắc nhở. Vì vậy, ai muốn thì hãy ghi nhớ nó. Tuy nhiên, không ai ghi nhớ nó ngoại trừ người nào Allah muốn. Quả thật, Ngài là đấng đáng phải sợ và là đấng tha thứ.